Quý vị mụn không ạ? To trước để các bạn thấy và những đây là những cái vùng nang thì chúng ta rõ ràng nhìn phần da này bị hoại tử này các bạn này. Bạn cũng đã uống thuốc rồi, bôi thuốc rồi nhưng mà không hiệu quả. Da bạn khô bong chóc thì lần trước bạn lên thì bên mình kiểm tra da tư vấn và cho bạn dưỡng trước. Sau một tuần bạn quay trở lại thì hôm nay là buổi điều trị mụn đầu tiên. Mình cho khách hàng dưỡng bớt khô đã rồi mình mới lấy mụn. Tại vì khi da khách hàng khô quá thì nó sẽ bị dễ bị tổn thương nhiều hơn. Lần trước da bạn Bến Tre nha các bạn. Hôm qua thì một bạn đến từ Tiền Giang. Hôm nay thì một bạn đến từ hôm qua một bạn bị Long An. Hôm trước thì có một bạn đến từ Bình Phước. Hôm qua thì có một bạn đến từ Long An nhưng mà Long An bạn giáp với Tiền Giang. Cũng đi mấy tiếng mới tới Hiền 23. Còn một bạn Bình Phước ngày hôm kia thì đến 180 cây thì bạn đi cả 4-5 tiếng nha. Và hôm nay một bạn đến từ Bến Tre nha các bạn. Bạn có tâm sự mình là bạn cũng đi cả 3 tiếng hơn đấy ạ. Mới tới Hiền 23 được. Thì chúng ta sẽ tiếp nhận một ca bệnh lý này các bạn. Máy quay cứ sát ở đây mình phân tích da của bạn Tuấn Đạt xíu nhé. Đây là một bạn khách hàng đến từ Bến Tre. Thì da của bạn chúng ta nhìn tổng thể thì chúng ta thấy được là rõ ràng là da này thì nhìn thì chúng ta chỉ thấy mấy cục viêm thôi. Nhưng tại sao bạn phải đi xa xôi như vậy ạ? Tại vì bạn điều trị cả gần một năm nay không hết mụn nha các bạn. Cũng đi bác sĩ để uống, bạn cũng uống thuốc, thoa thuốc rồi nhưng mà cái kết quả thì không được như mong muốn. Thì lần trước bạn có tới Hiền Vân 23 thì da bạn rất là khô và mỏng và da đang là bong chóc nột. Thì Hiền Vân có cho bạn sức dưỡng và chạy dưỡng chất và đi về. Và hôm nay thì mới là mình là buổi đầu tiên để lấy mụn. Thì đối với tình trạng khi da chúng ta quá khô, quá yếu mà chúng ta lấy mụn thì sẽ gây tổn thương rất là nặng. Thì lúc này mình cần là phải dưỡng trước và sẽ lấy sau. Và hôm nay tuần thứ hai thì mình bắt đầu lấy mụn cho bạn. Thì chúng ta nhìn xa xa thoang thoáng thì chúng ta thấy là mụn cũng ở mức độ cũng không phải là nhiều lắm. Mà tại sao bạn bị cả một năm không hết và bạn phải đi từ Bến Tre lên đây ạ? Trong khi đó thì bạn đã điều trị ở bác sĩ rồi, uống thuốc rồi, thoa rồi, không có hiệu quả. Thì mình phân tích như thế này này. Với cái trường hợp mụn này á, chúng ta nhìn nó kỹ thì sẽ thấy bên trong á, cái mụn ẩn của bạn nó sâu bên trong ấy. Chúng ta nhìn bên ngoài trước qua điện thoại các bạn không thấy. Một lát nữa thì mình sẽ lấy thì các bạn sẽ thấy được là cái mụn bên trong rất là nhiều. Và đây thì các bạn sẽ thấy được đây là một cái cục nang. Và từ cái cục nang này thì bắt đầu nó hình thành sẹo các bạn nhé. Đây chúng ta thấy sẹo không ạ? Thì đối với hình thành sẹo thâm như thế này, đối với Hiền Vân 23 phi kim một lần sẽ đầy từ 3 đến 40% về vấn đề thâm và sẹo thâm. Và da nó sẽ căng bóng và khỏe rất là nhiều. Nhưng đối với vấn đề sẹo rỗ thì chúng ta cần những cái phương pháp can thiệp nó phải sâu hơn. Là chúng ta cần phải này cắt đáy sẹo này, mài viền, bóc tách rồi lăn kim phi kim luôn. Thì nó mới đạt đảm bảo cái hiệu quả là cái mụn cái sẹo đầy nó mới đầy lên. Còn đối với sẹo thâm này thì nó đơn giản hơn. Nếu chúng ta điều trị sẹo thâm, cái chi phí nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với chúng ta điều trị sẹo rỗ, sẹo trắng. Và chúng ta lại phân tích tại sao mình nói là cái da của bạn ấy. Thì các bạn nhìn thấy là tổng thể da bạn đang rất là đỏ và bấy. Bấy như các bạn nó bấy hầy à? Thì da rất là yếu, là do bạn uống thuốc thì nó có khô và nó làm bong chóc da. Thì chúng ta nhìn kỹ này, cái phần này mụn ẩn này, nó rất là to. Các bạn có thấy không ạ? Và chúng ta hiểu tại sao mà bạn bị viêm nang không ạ? Vì những cái mụn viêm ẩn này nếu chúng ta không biết cách lấy, mụn nó sẽ ăn luôn sâu gì. Tại vì các bạn thường xem những cái like của Hiền Hiền cho các bạn coi những cái ca bệnh lý ở giữa liệu trình, các bạn sẽ thấy được bên mình tuyệt đối chân mụn này rất là sâu và chúng ta không thể lấy một lần hết được. Chúng ta phải cần lấy nhiều lần hơn vì đây là một cái cục nang. Và chúng ta hiểu tại sao mà bạn đi điều trị bác sĩ đi bị mụn cả một năm mà không hết không ạ? Bạn phải từ Tiền Giang lên đến đây không ạ? Bến Tre. Bến Tre, sorry. Cho chị cái bây giờ các bạn hiểu tại sao mà bạn bị nang và bị sẹo chưa ạ? Là do hình thành. Và các bạn thấy được là ở đây là cái vấn đề sẹo nó rất là sâu. Cái vết mụn nó rất là sâu. Chúng ta lấy xong thì chúng ta cần phải đưa dưỡng chất ngay lập tức vào đây. Để nó giúp tái tạo cái phần da này và nó nuôi dưỡng tăng sinh collagen để nó lấp đầy những cái khoảng trống này. Tại các bạn biết là khi nó chứa được cái nhân mụn này thì cái sợi collagen chúng ta đã bị ăn luôn và hoại tử dưới da rồi. Đây mình nói về tại sao bây giờ bạn bị viêm sẹo chưa ạ? Và mình giải thích tại sao mà bạn điều trị mụn cả một năm không hết mà bạn phải đi từ Bến Tre lên đây. Bạn biết Hiền Vân qua kênh YouTube nha các bạn nha. Biết một năm rồi nhưng mà không đi. Chứng tỏ là vẫn tin bác sĩ nhiều hơn đúng không? Vẫn hy vọng bác sĩ nhiều hơn hay sao? Đạt. Mình biết một năm đấy em không đi nên Hiền Vân. Em
em mới đi bác sĩ tháng. À, vậy trước này em tự lấy hả? Được. Đối với cái mụn này thì mình đảm bảo là mình lấy đâu là mụn sẽ giảm đến đó. Nhưng mà chắc chắn là mụn nang thì chúng ta không thể lấy một lần, mà chúng ta cần nhiều lần hơn. Rất là cứng nha các bạn. Cái cách mình lấy á, dù còn nhớt mụn thì vẫn không bị sưng. Mụn sâu lắm, rất là cứng nha các bạn. Đây là một cái ổ nang của bạn này các bạn này. Đó, các bạn thấy một ổ nang không ạ? Đây là một cái ổ nang nha các bạn. Thì đối với cục mụn nang này á, mình lấy xong là mình sẽ chạy dưỡng chất này, mình cho thoa thuốc. Thì mụn sẽ giảm rõ rệt sau từng lần một. Và giảm mụn đến đâu thì thâm sẽ giảm nha các bạn. Mụn giảm, thâm giảm nha. Các bạn ơi, khách hàng bên mình hôm nay là buổi điều trị đầu tiên. Nhưng mà trước đó một tuần khách hàng có đến kiểm tra da. Và khi kiểm tra da thì da của khách hàng đang bị khô, đang bị bong chóc. Và sau khi đến spa kiểm tra da, bạn có làm liệu trình chạy dưỡng chất để phục hồi da. Và bạn có mua mỹ phẩm về nhà để giữ và phục hồi. Các bạn thấy hôm nay là da của khách hàng đã bớt khô rồi. Và hôm nay là buổi điều trị lấy mụn đầu tiên bên Hiền Vân Spa. Xin chào bạn Heo Sinh, bạn Mai Chi. Hello Dory. Hello everyone. Đây là buổi điều trị. Đây là ở những cái ổ nang nha các bạn. Chúng ta nhìn rõ ràng là không thấy viêm. Nhưng bên trong toàn bộ bạn bị nang nha. Chúng ta có thấy không ạ? Đây là buổi điều trị đầu tiên của khách hàng tại Hiền Vân Spa các bạn nhé. Hello Lisa. Hồi thương đây này, đây này. Các bạn thấy bên trong chân rất là cứng. Và phần da này các bạn nó đã thấy nó thâm bầm chưa ạ? Bên trong đã đang bị hoại tử. Bây giờ chúng ta lấy mụn xong thì chúng ta cần phải đưa dưỡng chất thật tốt vào để nuôi dưỡng cái phần da này các bạn nhé, để giúp tăng sinh collagen thật tốt cho cái vùng da này, nó không bị hở lỗ chân lông và nó không bị sẹo. Các bạn thấy không ạ? Nhìn rõ ràng là chúng ta thấy là không có vấn đề gì nặng nề trên da này. Nhưng khi nặng thì toàn mồ hôi máu với lại mụn không ạ? To trước để các bạn thấy và những đây là những cái vùng nang thì chúng ta rõ ràng nhìn phần da này bị hoại tử này các bạn này. Bạn cũng đã uống thuốc rồi, bôi thuốc rồi nhưng mà không hiệu quả. Da bạn khô bong chóc thì lần trước bạn lên thì bên mình kiểm tra da tư vấn và cho bạn dưỡng trước. Sau một tuần bạn quay trở lại thì hôm nay là buổi điều trị mụn đầu tiên. Mình cho khách hàng dưỡng bớt khô đã rồi mình mới lấy mụn. Tại vì khi da khách hàng khô quá thì nó sẽ bị dễ bị tổn thương nhiều hơn. Lần trước da bạn rất là khô và yếu nha các bạn. Rất là khô và yếu. Thì các bạn thấy không ạ? Nó như một ổ dịch này các bạn. Rất là to luôn.
Đây là một khách hàng điều trị lần đầu tiên nha các bạn. Buổi điều trị đầu tiên của bạn ấy. This is a new customer. The first time. Bạn ấy đến từ Bến Tre nha các bạn, rất là xa xôi. Vậy nên những bạn mà ở Bình Dương hay những bạn ở Thủ Đức hay những bạn ở quận 4, quận 8 mà các bạn cao kêu xa thì mình nghĩ là các bạn còn rất là gần. Như hôm trước, cách đây hôm buổi thứ 6 mình có tiếp nhận một ca bệnh lý từ Bình Phước, các bạn đi từ Bình Phước. Nhưng mà Bình Phước của bạn còn 180 cây nha các bạn, chứ ngoài Bình Phước ngay đây bạn đi cả 4-5 tiếng hồ, bạn với mẹ bạn. Và hôm qua có một bạn ở Long An, nhưng mà Long An bạn giáp với Tiền Giang luôn. Và hôm nay thì một bạn đến từ Bến Tre nha các bạn. Các bạn ở tỉnh thành rất là xa, vậy thì chúng ta ở đây chúng ta còn rất là gần. Những bạn nào đang bị mụn á mà các bạn muốn tư vấn hay thăm khám thì các bạn đến trực tiếp với Hiền Vân chị Ba, bên mình sẽ tư vấn và có những cái phác đồ rất là rõ ràng. Và hiện tại thì mà kênh YouTube của Hiền Vân chị Ba đã có một cái cộng đồng, group đó được tên là Những Tấm Lòng Vàng. Thì cái group đó sẽ ưu tiên cho những bạn học sinh, sinh viên với những bạn bị mụn thật nặng nha các bạn nha. Bị mụn thật nặng, không có khả năng tài chính để điều trị thì các bạn khi đến đây Hiền sẽ livestream và tư vấn để cho cộng đồng mạng sẽ nhìn thấy. Nếu như các bạn được cộng đồng mạng hỗ trợ thì các bạn sẽ được miễn phí gói điều trị mụn nha. Nên những bạn nào mà đang bị mụn nặng ấy, các bạn hãy cố gắng đến Hiền Vân thăm khám. Thì qua những cái buổi live này, cộng đồng của group Những Tấm Lòng Vàng sẽ coi những cái làn da rất là thực tế, những ưu tiên những bạn là sinh viên học sinh không có khả năng điều trị thì cộng đồng mạng sẽ giúp đỡ các bạn hoàn toàn kinh phí nha, 100% hỗ trợ về kinh phí luôn các bạn nha. Hiện tại thì kênh YouTube cộng đồng mạng của group Những Tấm Lòng Vàng đang giúp đỡ bạn Minh Khôi. Bạn Minh Khôi ở quận 2 nha các bạn. Quận 7 à? Bạn Minh Khôi ở quận 7. Hiện tại thì cộng đồng mạng đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí điều trị mụn cho bạn Minh Khôi. Vì bạn Minh Khôi là một ca bệnh lý rất là đặc biệt, rất là nặng. Qua những buổi live này thì cộng đồng mạng đã quyết định hỗ trợ và quyên góp ủng hộ bạn Minh Khôi toàn bộ kinh phí điều trị mụn. Đây là một bạn khách hàng Tiến Đạt, năm nay 18 tuổi nha các bạn. Bạn còn rất là nhỏ. Bạn đi từ xe đò từ Bến Tre lên đây đấy ạ. Các bạn nhìn bên ngoài thì da của bạn rất là lành lặn, nhưng bên trong thì những cái sự tổn thương bên trong, các bạn thấy là phần da bị hoại tử rất là nhiều. Khách hàng hôm nay là buổi điều trị đầu tiên. Cô cái vô vi đi lên tâm. Mụn nang ăn sâu dưới da. Chúng ta nhìn trên bề mặt thì rõ ràng cục mụn này giống như một cục mụn thâm này ạ, nhưng bên trong là một cái ổ nang. Một ổ nang nha các bạn. Hiền xin chào 78 bạn đang xem cái này. Bên trong là một ổ nang nha. Vậy nên là những bạn nào đang bị mụn ấy, thì chúng ta đầu tiên phải làm sạch da bằng sữa rửa mặt. Sau đó thì chúng ta phải đi đến những nơi bác sĩ hay bệnh viện hay thẩm mỹ viện chị Ba thật uy tín các bạn nhé. Không tin vào những lời quảng cáo mà chúng ta phải tìm và tham khảo thật kỹ để được tư vấn và điều trị đúng phương pháp và đúng kỹ thuật. Nếu chúng ta không điều trị đúng phương pháp mà đúng kỹ thuật thì chúng ta bị hư hết da mặt. Chúng ta đúng phương pháp cũng chưa đủ, tại vì phương pháp nó là như vậy, nhưng nếu chúng ta không có đúng kỹ thuật thì vẫn hư da mặt các bạn nhé. Vừa phải đúng phương pháp và vừa phải đúng phương pháp và vừa đúng kỹ thuật thì các bạn mới điều trị thành công được. Chúng ta có phương pháp mà chúng ta không có kỹ thuật, cũng giống như mình nói, có những bạn đi lăn kim phi kim 10 lần, da càng ngày càng lăn càng yếu, không đẹp. Nhưng đến bên mình điều trị một lần phi kim là đẹp.
thì mình mới nói là quan trọng là phương pháp rồi, nhưng mà phải đúng kỹ thuật nha các bạn. Đúng phương pháp, đúng kỹ thuật các bạn nhớ nha. Bên trong này nó vẫn còn đang rỗng đấy ạ. Khi mà cái dịch này nó ra thì nó... Hello Lisa, hello Kimuro. Xin chào bạn Hạnh. Chào bạn Phượng. Xin chào bạn Thúy Vi. À, các bạn ơi, đây là đối với làn da của khách là buổi điều trị đầu tiên tại Hiền Vân Spa. Tình trạng bệnh lý của khách trước khi đến với spa là bạn bị mụn viêm, mụn nam, mụn bạc, da khô, da yếu. Cái này do mình có sử dụng thuốc nó tẩy và mòn da rồi. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã nhiều nha, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi Hiền. Hiền xin kết thúc cái live này buổi hôm nay nhé các bạn nhé. Chưa về, về sao tắt nước đó mà về chứ rồi mai điện, mai điện nhậu tàu bao có biết đi rồi à. Mai điện.